Mất chức vì chơi gôn, nguyên phó cục thuế Bình Định nói về việc xin nghỉ hưu sớm. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Ngày 13 tháng 4, lãnh đạo cục thuế tỉnh Bình Định cho biết đã báo cáo Tổng cục thuế để giải quyết đơn xin nghỉ hưu sớm của ông Nguyễn Công Thành, sinh năm 1966, nguyên cục phó thuế tỉnh Bình Định, hiện là nhân viên văn phòng cục thuế tỉnh. Theo lãnh đạo cục thuế tỉnh Bình Định, ông Nguyễn Công Thành xin nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản biên chế quy định tại điểm D khoản 1 điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP. Vị này cho biết thêm, ông Thành đã xin nghỉ ngay khi có quyết định kỷ luật và xin nhận hết khuyết điểm. Sau khi tiếp nhận đơn, Cục Thuế tỉnh Bình Định đã báo cáo Tổng Cục Thuế để giải quyết sớm. Vị này thông tin, trao đổi với Vietnamnet, ông Nguyễn Công Thành cho biết bản thân là nhân viên bình thường, đơn nghỉ hưu sớm là việc cá nhân. Ông Thành từng giữ nhiều chức vụ lãnh đạo tại Cục Thuế tỉnh Bình Định, nhưng hai lần bị kỷ luật giáng chức miễn nhiệm. Cụ thể, vào tháng 10 năm 2019, ông Nguyễn Công Thành bị Bộ Tài chính kỷ luật bằng hình thức giáng chức từ cục trưởng xuống làm cục phó Cục Thuế tỉnh Bình Định. Nguyên nhân do trong thời gian giữ chức cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định từ năm 2014 đến ngày 5 tháng 5 năm 2019, ông Thành đã có những vi phạm trong công tác chỉ đạo, điều hành quản lý thuế, thiếu kiểm tra, giáo dục cán bộ, đảng viên để cán bộ cấp dưới tham nhũng, vi phạm pháp luật. Tiếp đó, vào tháng 9 năm 2021, Tổng cục Thuế ban hành quyết định kỷ luật cảnh cáo, đồng thời miễn nhiệm chức vụ Phó Cục Thuế tỉnh Bình Định đối với ông Thành. Nguyên nhân, từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8 năm 2021, ông Thành cùng ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định đã đến chơi tại sân golf FLC tại Quy Nhơn, tiếp xúc với ca F0 mắc COVID-19. Thời điểm này, thành phố Quy Nhơn đã ra chỉ đạo dừng các hoạt động vui chơi trên phạm vi toàn thành phố, trong đó có hoạt động chơi golf. Sau đó, ông Thành được bố trí làm nhân viên tại Văn phòng Cục Thuế tỉnh Bình Định.